Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm súp cua nhé. Mình làm rất là đơn giản thôi. Cua mình mua về thì mình hấp với gừng, với sả, với bia lên cho nó thơm lên. Sau đó mình bóc lấy thịt. Sau đó mình xào cua với một chút hành và một chút tỏi, càng thơm nhé. Còn không thì chúng ta chỉ cần xào săn cua lên với ít nước mắm thôi. Xào cái phần thịt cua ấy, xào lên cho nó săn, cho nó thơm cái phần thịt cua lên, để sau tí nữa mình cho vào nồi súp để nó không bị tanh á. Với cái chúng các bạn thích ăn nhiều hay ít thì các bạn cho cái lượng cua phù hợp với cái phần súp của chúng ta ấy. Vì hôm nay chỉ là thịt cua không ấy, thế nên mình cho khá nhiều thịt cua nhá. Và trong khi xào thịt cua xong rồi thì mình sẽ đi làm cái nước để làm súp nhé. Nước để làm súp này thì mình sẽ dùng cái nước xương, từ xương gà nhé. Mình sẽ ninh lên với một chút hành và một chút gừng và một chút muối để cho cái xương này của chúng ta nó ngọt nước và nó đậm vị. Khi ninh được khoảng một tiếng thì mình sẽ vớt hết cái phần xương này đi và cái phần gia vị này đi, để phần nước trong này thôi. Sau đó mình sẽ cho các nguyên liệu vào để mình nấu súp. Với cách nấu súp này rất là đơn giản nhưng mà đảm bảo ngon và bổ dưỡng, đặc biệt là bé nhỏ rất là thích. Các bạn cho nấm này, cho hành tây này và cho cà rốt thái nhỏ vào nhé. Nấm đây dùng nấm hương nhé, và một chút hành tây đây cho nó thơm ấy. Rồi sau đó mình cho thêm luôn thịt cua vào. Chúng ta đun khoảng 5 đến 10 phút là cái phần hỗn hợp súp nó sẽ chín, và trong thời gian đấy chúng ta sẽ chuẩn bị bột năng. Bột năng ở đây mình sẽ dùng khoảng 2 thìa to, và sau đó mình cho thêm một âu nước vào, mình quấy bột năng cho nó hòa tan lên, và một quả trứng nhé, trứng gà nhé các bạn nhé. Các bạn đánh đều lên. Các bạn có thể lấy đồng đỏ không, như đây mình lấy cả lòng đỏ và lòng trắng. Đây, khi mà đun ấy, thì nó sẽ sôi lên, thì chúng ta sẽ để cho nó sôi khoảng 10 phút nhé. Thì sau đó chúng ta sẽ cho hạt lêm vào, thì đảm bảo cái rau củ quả này nó sẽ chín hết. Cho hạt lêm một chút nước mắm mà cho nó thơm ấy. Vì cua đã xào rồi nên cua của chúng ta nó cũng đã rất là thơm rồi. Và bây giờ chúng ta đổ đều cái bột năng chúng ta vừa đánh vừa đổ vào, để cho nó tạo thành cái hỗn hợp sền sệt. Chúng ta mà thích ăn đặc hơn thì chúng ta tăng cái lượng bột năng lên nhé, thì cái món súp của chúng ta nó sẽ đặc hơn. Đấy, mình chỉ cần sền sệt như này là được rồi. Sau đó mình sẽ đổ trứng lên. Chúng ta muốn đánh trứng bông lên thì khi mà ăn thì cái sợi trứng nó sẽ hòa vào cái súp thì nó sẽ hòa tan. Còn nếu mà để cái sợi súp to thì chúng ta chỉ quấy nhẹ thôi và sẽ cho hành thì lá vào, là chúng ta sẽ có xong được cái món súp rồi. À, hành và mùi tạo mà rau mùi ta chứ không phải thì là, mình nói nhầm nhá. Và giờ là mình có thể cho súp ra bát và thưởng thức rồi. Tuy nó rất là đơn giản nhưng mà lại cực kỳ bổ dưỡng và tăng thêm vị ngon, thì các bạn chỉ có thể cho một ít tiêu và một ít bột ngọt vào là mình đã có một món súp cua cực kỳ ngon và bổ dưỡng nhé. Nếu các bạn thích thì có thể làm giống mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh rồi chia sẻ những video hữu ích của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.